không không mic. Bà ơi, thôi đêm đã khuya rồi, bà vào đi nghỉ đi, để sáng mai còn tiễn con và các chú bộ đội lên đường nữa. Ông ơi, mai con lên đường, sao tôi thấy lo quá, không biết con nó ra sao. Không sao đâu, bà yên tâm, mời bà vào đi nghỉ. Tràn lan vì tương lai tay súng anh sẵn sàng.
quê mừng chiến thắng. Chào vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng dành tặng các anh chị em ca sĩ trong buổi thiện nguyện trong buổi tối ngày hôm nay với màn trình diễn đầu tiên. Xin được cảm ơn rất nhiều.